Cháu Mạnh xin được phép gửi lời chào tới tất cả ông bà, quý cô chú, anh chị đang theo dõi video trên kênh của Xuân Mạnh Vlog. Chúc tất cả mọi người có một ngày mới thật là an lành, hạnh phúc. Hôm nay thứ ba, ngày 22 tháng 10 năm 2024. Hiện tại thì cháu Mạnh vẫn đang có mặt ở cây cầu Phong Châu. Và ngày hôm nay thì cháu tiếp tục cập nhật cái tiến độ, cái diễn biến trục vớt những cái phần cầu này. Và để xem ngày hôm nay các anh ấy xử lý những cái phần cầu này như thế nào để đưa được nó lên bờ. Và để xem là trong ngày hôm nay dưới những cái phần dầm cầu này thì có tìm thấy những cái tin tức, những cái thông tin gì mới không. Mời các bác cùng theo dõi video. Và hiện tại thì cháu đang ngồi sát với cái khu vực trục vớt. Bây giờ là 6 giờ 15 phút thứ 3 ngày 22 tháng 10 năm 2024. Đấy, cháu quay cái đồng hồ này lên để cho mọi người có thể biết được. Đây là video mới nhất và không sử dụng lại video cũ. Thì cháu sẽ cập nhật từng mốc thời gian theo giờ đồng hồ để cho các bác cùng nắm được. Và cháu sẽ mất khoảng từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi để xử lý video và đăng tải lên để cho quý vị và các bạn cùng xem. Và quay trở lại với chuyên mục trục vớt. Thì ngay phía trước trong màn nhỏ của quý vị và các bạn, ba con xà lan gắn trên mình ba chiếc cầu chữ A đang làm cái nhiệm vụ là móc cáp cẩu những cái phần dầm này lên. Và đứng từ một góc độ này thì mọi người có thể quan sát được hết những cái phần dầm cầu, những cái thanh ngang, thanh dọc. Đây, những móc cẩu rất là to, những chiếc móc cẩu trên mình buộc những sợi dây xích này. Ba chiếc thì đều được móc vào ba vị trí khác nhau, giống như kiểu đây là cái hình vuông thì đã được móc vào ba góc. Còn cái góc phía đầu trước này này thì hiện tại đang được để trống. Ngày hôm qua thì cái đằng trước này, ngay cái móc này thì được móc lên sợi dây cáp của con máy tời ở trên. Nhưng mà do cái phần dầm này thì nó nặng, nó to quá nên là con máy tời bên trên đã bị hỏng, cụ thể hơn là nổ máy rồi. Thì cái đầu phía có cái sợi dây xích này thì hiện tại đang không được cẩu lên. Đấy, những cái thanh dầm phía bên dưới thì đang được cố định buộc bởi những cái sợi dây cáp nhỏ nhỏ đây. Và phía bên dưới đây, quý vị và các bác có thể nhìn thấy là nguyên một cái lớp bê tông. Đấy, nguyên một cái lớp bê tông còn chưa được đục hết, còn trơ ra như này này. Đấy, cái phần mặt bê tông này chính là cái mặt cầu. Và khi cái cây cầu này bị sập, bị lật xuống thì cái phần bề mặt cầu đấy, úp xuống đấy. Nên là đây là cái phần mà chính là cái phần bề mặt cầu ấy ạ. Đấy, đây rất là nhiều rác đang tập trung ở đây. Đấy, và cháu sẽ cho mọi người xem một cái góc khác để mọi người có thể nhìn rõ hơn những cái phần dầm này nhé. Đây chính là cái sợi dây gáp rất là to nối từ con máy tời xuống cái phần khu vực dầm này. Nhưng mà do khi kéo cái phần xác cầu này nặng quá nên là cái sợi dây cáp này đã bị đứt này. Đấy, nguyên một sợi to mà bị đứt. Và đây là một góc nhìn khác. Và đứng từ một góc nhìn này thì các bác có thể quan sát rõ được cái phần xác cầu. Đấy, phía bên trước mặt này này thì có những thanh ngang. Đấy, thanh ngang đây là gồm có 1, 2, 3, 6 thanh ạ. 6 thanh đã được cắt, đã được cắt ra và tiến hành cọc lên phía trên bờ rồi. Đấy, dưới những cái thanh này là những cái lớp bê tông. Đấy, bê tông này thì đã được chiếc máy xúc Hitachi Gasit 470 đục nhỏ ra rồi. Đấy, và còn rất là nhiều bê tông ở phía dưới gầm. Thì ngày hôm qua khi mà đã nâng tời cái cục bê tông này và cái phần xác cầu này lên ấy, thì đã có rất là nhiều người nhà ra đây để xem phía bên dưới, phía hở đấy, phía có cái lỗ hở này, có tìm thấy thông tin gì về người nhà nạn nhân của mình không. Đấy, chia làm là làm hai nửa các bác, một nửa bên trên là sắt, một nửa bên dưới về bên tông, và còn một cái hố ở giữa này. Đấy, từ một góc nhìn này thì các bác có thể quan sát được hết này. Và đây, nếu như mà góc nhìn này ấy, thì quý vị và các bạn có thể thấy là
theo như cháu nhìn ở đây ấy, thì tính từ cái phần mà những cái thanh dầm này, thanh dầm nhỏ đâm ra này, từ đấy hất lên cái phần trục vớt ở trên bờ rồi ấy, và từ đấy hất lên thì nó thuộc vào cái nhịp số 1. Đấy, cái nhịp số 1. Còn cái nhịp số 2 ấy, thì cháu nghĩ là nó sẽ nằm từ những cái thanh, cái bản mặt dầm to ấy kìa, hất xuống dưới và nằm sâu xuống dưới lòng sông ấy. Vì là cái thanh này đã được tời từ phía bên ngoài rồi, tời vào đây, nên là khả năng cao là đây là cái nhịp số 2. Đấy, vì ở đây nếu như các bác nhìn nhá, cái cây cầu cũ này. Đấy, nếu nhìn cây cầu cũ nhá, thì cái bản mặt ở phía trước mặt đấy ạ. Đấy, cái chỗ mà cháu chỉ tay đây này. Đấy, cái chỗ này này. Đấy, một cái thanh dầm rất là bự và to. Thì từ đấy đến kia lại thêm một thanh to và có cái gối bên dưới. Đấy là điểm kết thúc của một cái nhịp cầu. Đấy. Và đối chiếu với cái việc là cái phần xác cầu nằm ở phía bên trên cũng đã cẩu được hai cái thanh to này rồi, thì khi đến đây ấy, thì những cái phần này sẽ kết thúc nhịp số 1. Còn từ cái bản mặt, từ cái thanh dầm to kia đổ xuống dưới là đã sang nhịp thứ 2 rồi. Đấy, thì theo cháu nêu ra cái ý kiến như vậy thì tất cả ông bà cũng như quý cô chú anh chị xem thì có thấy hợp lý không? Đấy, bình thường như một cái dịnh nhịp cầu thì không thể nào có nhiều những cái thanh to, cháu gọi là cái thanh dầm bản mặt to này kia đi, vì ở trên bờ đã khá là nhiều và ngày hôm trước đã cộng một cái tảng to đấy, là gần như cái tảng kết thúc của nhịp số 1 rồi. Nhưng mà đây là chỉ còn lại những cái thanh ngắn mà đã cắt ra thôi, bỏ hết thanh này đi là hết cái nhịp số 1. Còn cái khúc kia đổ xuống dưới và còn chìm bên dưới ấy, nó thuộc vào cái nhịp số 2. Đấy, thì không biết là cháu suy nghĩ như vậy thì các bác có thấy đúng không? Vì là mấy ngày hôm nay là con máy tời bên trên tời rất là nhiều, và kèm với ba con cầu cần cầu chữ A kia đã di rời kéo từ phía ngoài sông kéo vào, thì chắc đây là cái nhịp số 2. Đấy, thì mọi người xem là có đúng không ạ? Vì bên trên hiện tại là đã có rất là nhiều những cái thanh này rồi. Nếu như mà kéo được cái nhịp số 2 này lên rồi ấy, thì có cái gì mắc kẹt thì nó sẽ nằm ngay cái đầu con xà lan chữ A màu xám ấy ạ. Đây, các anh, các bác, các chú thì cũng đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị những cái dụng cụ, những cái đồ đạc để tiếp tục cho cái buổi trục vớt, cái buổi làm việc tiếp theo. Đứng từ góc này thì mọi người có thể thấy rõ được những sợi dây xích rất là to được buộc vào những thanh dầm phía bên dưới. Còn những cái phần này là thanh dầm và những cái phần sắt đã được các bác ấy cắt rồi. Có rất là nhiều bê tông vẫn còn đang dính ở phía bên trong. Bây giờ theo giờ đồng hồ đã là 6 giờ 41 phút. Ngày hôm qua thì thời tiết có mưa nên mọi người di chuyển qua cây cầu phao này muộn hơn, nên cây cầu phao không có tình trạng đông và ùn tắc. Nhưng hôm nay thì, buổi sáng thì thời tiết không có mưa, nên là thời điểm này là thời điểm học sinh và cũng là cái thời điểm đi làm, nên cây cầu phao ngày hôm nay thì đã đông hơn. Các phương tiện thì hiện tại đang di chuyển từ hai bên bờ qua lại với nhau. Ô tô thì đang lưu thông từ hướng Lâm Thao sang Tam Nông. Xe máy thì đang di chuyển từ Tam Nông sang Lâm Thao. Không biết là ngày hôm nay thì có còn mưa không, nhưng mà buổi sáng thì hiện tại đang rất là âm u. Rất là nhiều các bác, các chú, anh chị đang lưu thông qua cái cầu phao này. Cầu phao thì hiện tại lưu thông rất là ổn định, không bị tắc đường. Hiện tại bây giờ đã là 7 giờ 40 phút.
Đội trục vớt thì các anh ấy đang chuẩn bị các công tác cũng như các dụng cụ để có thể trục vớt được những cái phần dầm tiếp theo. Phía bên trên bờ thì chiếc xe cần cẩu màu đỏ đã di chuyển từ phía trên xuống phía bên dưới để có thể vận chuyển toàn bộ cái xác cầu ở bên tay phải sang phía bên tay trái. Vì cái lượng xác cầu hiện tại ở bãi tập kết đang rất là nhiều, không còn chỗ để trục vớt những cái phần dầm kia lên nữa. Đây là anh ấy đang tiến hành cẩu những cái phần xác cầu đã được cẩu lên trước đó, chuyển nó từ vị trí phía bên tay phải sang phía bên tay trái. Đây, những cái phần xác cầu đang được các anh móc cáp vào để những cái thanh dầm rất là to đang được cẩu. Những phần dầm ngang, dầm dọc, những thanh lan can tiếp theo đang được đặt chiếc xe cẩu, cẩu từ phía bên phải để tập kết gọn hết sang phía bên tay trái rất là nhiều. Không biết là bên dưới nó có dính gì không mà vẫn chưa cọc được lên này. Và ngay góc nhìn này thì quý vị và các bạn có thể quan sát được những phần dầm cầu đã được cẩu từ phía dưới sông lên. Hiện tại thì chiếc máy cẩu màu đỏ này đang tiến hành buộc cáp để cẩu những cái phần dầm, những phần xác cầu nằm ở phía bên trong ta ly cẩu để xếp gọn vào khu vực phía đằng sau này. Và đứng phía bên trên kia là những người nhà của nạn nhân. Ngày hôm qua thì bác cũng đã ra đây rất là nhiều lần để mong ngóng chờ đợi tin tức. Và ngày hôm nay thì bác lại đứng ở một cái vị trí trên cao. Khi nào mà đội trục vớt làm việc thì chắc bác lại sẽ di chuyển xuống bên dưới. Trời ơi, to chưa? Những mảng cầu rất là to rồi. Đây là cabin của con xe đầu kéo được cẩu lên từ trước đó. Bây giờ đã là 7 giờ 54 phút và thời gian này ở phía cây cầu phao thì tất cả các phương tiện di chuyển lưu thông qua đây cũng rất là ổn định, không có bị tắc đường. Một đoàn xe di chuyển từ phía bờ Lâm Thao
đang bên Tam Nông. Thời tiết lúc này thì có gió nhẹ, trời âm u. Nếu như mà ngày hôm nay mà không mưa thì đội trục vớt sẽ tăng cường để có thể cọc được những cái thùng dầm lên. Những đoàn xe đang nối đuôi nhau để di chuyển từ phía bên bờ Lâm Thao sang Tam Nông. Ô tô thì hiện tại đang được đi một chiều, còn xe máy thì sẽ được đi hai chiều. Đây là các anh các chú làm việc ở trên những chiếc xà lan. Buổi sáng thì các anh mang đầy đủ những dụng cụ cũng như trang thiết bị để phục vụ cho quá trình trục vớt những cái phần cầu. Rất là vất vả các bác ạ. Đi lên, đi xuống, đi tới, đi luôn. Về phía phần những cái nhịp cầu bị sập thì hiện tại thì ba chiếc cầu vẫn đang tiến hành móc những phần sợi dây cáp vào trên những cái phần xác cầu này. Các bác thì đang trong quá trình chuẩn bị những cái đồ đạc cần thiết để tiến hành cắt cầu những cái phần dầm này lên. Sau khi đã đưa lên cao như thế này rồi, chắc chắn là phải cắt nhỏ ra thì mới có thể được đưa được những cái phần này lên. Đứng từ một góc nhìn này thì các bác có thể quan sát là nó quá ít, nhưng mà đứng ở tận dưới thì mình mới thấy được là những cái phần xác cầu này còn rất là nhiều và ngổn ngang. Rất là nhiều phần dầm ngang, dầm dọc, những cái mấu được tập kết ở đây. Thì không biết là buổi sáng hôm nay thì các bác thợ cầu có tiến hành cọc hết những cái phần này để dọn dẹp không? Anh ấy đang tiến hành luồn những cái sợi dây xích vào trong những cái lỗ của các cái thanh dầm đã được thổi từ trước đó để có thể cọc xếp gọn vào một cái bãi. Đấy, phía trước thì là cái thùng xe của chiếc xe đầu kéo. Cabin thì nằm một góc, còn thùng thì được để một góc đây. Do là đứng gần cái khoảng cách chiếc xe cầu của làm việc không an toàn, nên là cháu cũng xin phép đứng ở xa để cập nhật cho mọi người xem thôi. Khi nào mà cọc máy móc không hoạt động thì cháu mới đến gần được, để đảm bảo cho mình cũng như đảm bảo cho các bác thợ cầu cũng như các bác trục vớt đang thi công. Kia là những cái phần bê tông của mặt cầu cũng đã cọc lên và chất một đống ở đó.
4-5 canh luôn. Được xếp và cất gọn xa phía cái lùm cây này, do là vướng cái lùm cây khuất nên cháu không thể cập nhật cho các bác cái cảnh thả xuống được. Và tính đến thời điểm hiện tại thì phía trên bờ thì chiếc xe cần cầu vẫn đang trong cái quá trình là dọn dẹp những cái phần sát cầu vào một góc để cho nó gọn, để tiếp tục cầu những cái phần cầu phía sau lên để cất vào đây. À, phía độ trục vớt thì hiện tại trong cái thời gian mà xe cẩu họ cẩu của sắt cầu thì các bác đang tiến hành chuẩn bị đồ đạc, oxy, dụng cụ để tiến hành cắt nhỏ những cái phần cầu kia ra, để khi con xe cẩu nó cẩu dọn dẹp cái bãi xong thì các bác sẽ tiến hành cẩu những cái phần sắt cầu này lên. Và đây, tính đến cái thời điểm hiện tại lúc mà cháu cập nhật video, và bây giờ đã là đây các bác, đây bây giờ đang là 8 giờ đây. Đây. Đến thời điểm hiện tại đây ạ. Thì bây giờ đã là 8 đây. 8 giờ 11 phút. Đây. 8 giờ 11 phút rồi. 8 giờ 11 phút thì có lẽ video cháu chỉ cập nhật đến cái thời gian này thôi. Vì hiện tại thì phải đợi đội trục vớt họ cắt thì chiếc xe cẩu mới có thể cẩu lên được. Và cũng phải đợi đội xe cẩu họ cẩu hết những cái phần kia đi thì mới tiếp tục làm được. Thì buổi sáng ngày hôm nay cháu chỉ cập nhật nhanh chóng một cái tin tức ở đây thôi. Còn lại khi nữa mà có thông tin gì mới thì cháu sẽ cập nhật vào một video sau. Còn buổi sáng ngày hôm nay cháu xin phép kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú và anh chị.